Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương đang xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp dọc hai bên đường Hồ Chí Minh thuộc quy hoạch thị tứ Thanh Mai. Hiện chính quyền địa phương cũng đang khó xử lý vì phần đất trên thuộc xí nghiệp chè Thanh Mai đang được chuyển giao về cho địa phương quản lý. Lợi dụng thời điểm giao thời, nhiều cá nhân đã tự ý chuyển nhượng đất để xây dựng nhà trái phép. Dù không được cấp phép, nhưng có rất nhiều ngôi nhà, kiosk mọc lên để ở và kinh doanh dọc đường Hồ Chí Minh, nơi được quy hoạch thị tứ Thanh Mai. Qua tìm hiểu thì hầu hết những hộ dân ở đây đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có chăng cũng chỉ là tờ giấy sang nhượng đất vườn bằng tay và có xác nhận của xí nghiệp chè Thanh Mai về phần đất được giao cho đội viên. Vừa rồi thì em có tìm hiểu kỹ về cái vấn đề đất ở với đeo rồi thì em mới mua. Đấy, thì anh Huỳnh nói là chủ cái lấy đi, yên tâm đi, đất của anh là đất nông trường giáo cho ở lâu năm chứ không phải là đất trồng chè hay là đất quy hoạch của thị tự thì em biết. Trước khi đeo thì em anh Huỳnh đưa giấy ra nói là đất ở lâu năm, với lại cũng có em giấy tờ của nông trường xác nhận thì em mới mua. Mặc dù việc sang nhượng đất, xây dựng các công trình không phép đã diễn ra ngay trên địa bàn, nhưng xí nghiệp chè Thanh Mai lẫn xã Thanh Mai đều không hay biết. Và đây là điều mà họ lý giải vì sao không quản lý được tình trạng xây dựng không phép cũng như chuyển nhượng đất đai trái phép. Cấp phép mà cho xây dựng nhà là không có, và xã cũng không cấp cho một ai. Và cái đó là nó thuộc về quy định. Việc mà chuyển nhượng của các hộ dân là xã là không nắm được. Khi kiểm tra vào làm việc thì thấy có cái giấy tờ, mà giấy tờ toàn 2015 về trước, có cái xác nhận là cấp đất như thế, thì chúng tôi đều giải thích là đất của xí nghiệp, là của tổng công ty chè, là đất nông nghiệp, thì mình chỉ được sản xuất nông nghiệp, và cả khu làm nhà thì chỉ được làm nhà tàn để trông qua cái sản phẩm, thu hại cái sản phẩm. Cái ở đấy á, nó chỉ cái xác nhận nguồn gốc đất của đất nông nghiệp, chứ không có một giấy tờ nào là đồng ý cho chuyển nhượng. Cái từ chuyển nhượng á là chúng tôi nói rõ là cái doanh nghiệp là không được ký, mà ở đấy chỉ ký doanh nghiệp, chỉ ký xác nhận cái nguồn gốc đất, nghĩa là cái đất đó là được xí nghiệp giao cho hồ bế sử dụng từ năm nào. Lợi dụng trong giai đoạn giao thời và bàn giao phần đất hiện trạng của các xí nghiệp chè cho địa phương theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiều cá nhân đã tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp để làm nhà. Hiện đang có tình trạng bán đất đầu cơ ở khu vực này. Theo quy định của luật đất đai năm 2000 thì các trường hợp mà được các hộ mà được các công ty nông nghiệp, các tổ chức giao đất làm nhà ở thì cũng là trái thẩm quyền. Tuy nhiên cái này thì theo quy định pháp luật sắp tới cũng sẽ xem xét để sẽ công nhận quyền sử dụng đất cho người dân nếu như phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Còn trường hợp mà chuyển nhượng thì cùng tùy từng cái trường hợp cụ thể thì để lão Yên huyện xem xét là kiểm tra lại hồ sơ và từng trường hợp cụ thể để căn cứ quy định pháp luật để xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay có hàng chục hộ đã xây dựng nhà và nhiều công trình trái phép trong vùng quy hoạch thị tứ Thanh Mai. Nếu ngành chức năng không tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý thì tình trạng xây dựng nhà trái phép sẽ gia tăng, làm phá vỡ quy hoạch và để lại những hệ lụy cho vùng quy hoạch thị tứ Thanh Mai trong tương lai.